Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện? Đối với nội ngoại của thân thọ tâm pháp, trụ quán khắp thân, thọ tâm pháp, mạnh mẽ, tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri vì muốn điều phục tham ưu của thế gian. Phật dạy: Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, quán kỹ tự thân, khi đi biết là đi, khi đứng biết là đứng, khi ngồi biết là ngồi, khi nằm biết là nằm, cứ như thế, sự sai khác về oai nghi của tự thân như thế nào biết chính xác đầy đủ, thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với nội thân, trụ quán khắp thân, mạnh mẽ, tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri vì muốn điều phục tham ưu của thế gian. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, quán kỹ tự thân, biết chính xác qua lại, biết chính xác nhìn ngắm, biết chính xác cúi ngước, biết chính xác co duỗi, mặc tăng giả lê, cầm nắm y bát, ăn uống, nằm nghỉ, kinh hành, ngồi, đứng lên, đón tiếp, thức ngủ, nói im, vào ra các định đều nhớ biết chính xác, thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với nội thân, trụ quán khắp thân, mạnh mẽ, tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri vì muốn điều phục tham ưu của thế gian. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, quán kỹ tự thân, khi thở vào thì biết như thật là thở vào, khi thở ra thì biết như thật là thở ra, khi thở vào dài thì biết như thật là thở vào dài, khi thở ra dài thì biết như thật là thở ra dài, khi thở vào ngắn thì biết như thật là thở vào ngắn, khi thở ra ngắn thì biết như thật là thở ra ngắn, như thợ bánh xe hoặc học trò của y, khi xức bánh xe qua nhiều vòng thì biết như thật là xức bánh xe qua nhiều vòng, khi xức bánh xe quay ít vòng thì biết như thật là xức bánh xe quay ít vòng. Các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, quán kỹ tự thân, thở vào thở ra hoặc dài hoặc ngắn đều biết như thật, cũng là như vậy. Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với nội thân, trụ quán khắp thân, mạnh mẽ, tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri vì muốn điều phục tham ưu của thế gian. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, quán kỹ tự thân, nghĩ biết như thật bốn giới sai biệt, đó là địa giới, thủy hỏa, phong giới. Như người đồ tể giỏi hoặc học trò của y giết chết trâu rồi, lại dùng dao bén cắt xẻ thân trâu, chia làm bốn phần, hoặc ngồi hoặc đứng, quán biết như thật. Các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, quán kỹ tự thân, nghĩ biết như thật sự sai biệt của bốn giới địa thủy hỏa phong cũng là như vậy. Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với nội thân, trụ quán khắp thân, mạnh mẽ, tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri vì muốn điều phục tham ưu của thế gian. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, quán kỹ tự thân, nghĩ biết như thật từ chân đến đầu đầy rẫy các loại bất tịnh trong đó, ngoài là lớp da mỏng bao bọc, đó là tóc, lông, máu, răng, da, máu, thịt, gân mạch, xương tủy, tim gan, tỳ thận, phổi, mật, dạ dày, ruột già, ruột non, phân, nước tiểu, nước miếng, nước mũi, nước dãi, nước mắt, cấu bẩn, mồ hôi, đàm, mủ, mỡ lá, màng óc, ghèn, cứt giấy, những loại bất tịnh như vậy đầy rẫy trong thân, như trong kho của nông phu hoặc các trường già chứa đầy các thứ tạp cốc, đó là nếp, mè, lúa tẻ, đậu, lúa mì, vân vân. Có người sáng mắt mở kho thấy hết liền biết như thật, trong đó chỉ có các thứ tạp cốc, nếp, mè, lúa tẻ, vân vân. Các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, quán kỹ tự thân, nghĩ biết như thật từ chân đến đầu, chỉ có các thứ bất tịnh hôi thối đầy rẫy trong đó,
Cũng lại như vậy, kẻ trí nào lại quý mến thân này, chỉ có phàm phu mới mê lầm đắm trước. Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với nội thân, trụ quán khắp thân, mạnh mẽ, tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri, vì muốn điều phục tham ưu của thế gian. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đến nơi hoang vắng, quán tử thi vứt bỏ, tử thi trải qua một ngày, hai trải qua hai ngày, cho đến bảy ngày, tử thi ấy phình trướng, biến thành màu xanh bầm thối rữa, da thủng, mổ máu, chảy ra, thấy sự ấy rồi, tự nghĩ thân mình có tính chất như vậy, có đầy đủ hiện tượng như vậy, chưa được giải thoát, chung quy cũng như vậy. Kẻ trí nào lại quý mến thân này, chỉ có kẻ ngu si mới mê lầm đắm trước. Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với nội thân, trụ quán khắp thân, mạnh mẽ, tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri, vì muốn điều phục tham ưu của thế gian. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đến nơi hoang vắng, quán tử thi vứt bỏ, tử thi trải qua một ngày hoặc hai ngày cho đến bảy ngày, bị các loài cầm thú như chim điêu, thú quạ, bồ cát, si kiêu, hổ báo, chồn sói, dã can, chó, vân vân, hoặc mổ hoặc bấu, xương thịt rơi rã, cắn dứt mổ ăn. Thấy việc này rồi, tự nghĩ thân mình có tính chất như vậy, đầy đủ các hiện tượng như vậy, chưa được giải thoát, chung quy cũng như vậy. Kẻ trí nào lại quý mến thân này, chỉ có kẻ ngu si mới mê lầm đắm trước. Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với nội thân, trụ quán khắp thân, mạnh mẽ, tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri, vì muốn điều phục tham ưu của thế gian. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đến nơi hoang vắng, quán tử thi vứt bỏ, cầm thú ăn rồi, tử thi tan rã, nhầy nhụa gớm ghiếc, mủ máu tràn lan, có vô lượng trùng, giòi, nhúc, hôi thối, ghê tởm hơn là chó chết. Thấy việc ấy rồi, tự nghĩ thân mình có tính chất như vậy, đầy đủ các hiện tượng như vậy, chưa được giải thoát, chung quy cũng thế. Người trí nào lại quý mến thân này, chỉ có kẻ ngu si mới mê lầm chấp trước. Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với nội thân, trụ quán khắp thân, mạnh mẽ, tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri, vì muốn điều phục tham ưu của thế gian. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đến nơi hoang vắng, quán tử thi vứt bỏ, trùng giỏi ăn rồi, thịt giã, xương lòi, nóng đốt, điền nhau, gân ràng, máu dính, chỉ còn thịt thối giữa, thấy việc này rồi, tự nghĩ thân mình có tính chất như vậy, đầy đủ hiện tượng như vậy, chưa được giải thoát, chung quy cũng thế, người trí nào lại quý mến thân này, chỉ có kẻ ngu si mới mê lầm chấp trước. Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với nội thân, trụ quán khắp thân, mạnh mẽ, tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri, vì muốn điều phục tham ưu của thế gian. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đến nơi hoang vắng, quán tử thi vứt bỏ, còn bộ xương máu thịt đều hết, chỉ còn gân gắn liền. Thấy việc này rồi, tự nghĩ thân mình có tính chất như vậy, đầy đủ những hiện tượng như vậy, chưa được giải thoát, chung quy cũng thế. Người trí nào lại quý mến thân này, chỉ có kẻ ngu si mới mê lầm chấp trước. Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với nội thân, trụ quán khắp thân, mạnh mẽ, tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri, vì muốn điều phục tham ưu của thế gian. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đến nơi hoang vắng, quán tử thi vứt bỏ, chỉ còn sót lại ít xương, màu xương trắng héo như ốc tuyết kha, các gân tan nát, nóng đốt rời rã. Thấy việc này rồi, tự nghĩ thân mình có tính chất như vậy, đầy đủ hiện tượng như vậy, chưa được giải thoát, chung quy cũng thế. Người trí nào lại quý mến thân này,
chỉ có kẻ ngu si mới mê lầm chấp trước. Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với nội thân, trụ quán khắp thân, mạnh mẽ tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri, vì muốn điều phục tham ưu của thế gian. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đến nơi hoang vắng, quán tử thi vứt bỏ đã thành xương trắng, lóng đốt phân tán vung vãi khắp nơi, đó là xương bàn chân, xương ống chân, xương đầu gối, xương đùi vế, xương bàn tọa, xương sống, xương sườn, xương ngực, xương bắp tay, xương cánh tay, xương bàn tay, xương cổ sau, xương cằm, xương má, xương đầu, mỗi xương nằm riêng một chỗ. Thấy việc này rồi tự nghĩ thân mình có tính chất như vậy, đầy đủ hiện tượng như vậy chưa được giải thoát, chung quy cũng thế, người trí nào lại quý mến thân này, chỉ có kẻ ngu si mới mê lầm tham trước. Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với nội thân, trụ quán khắp thân, mạnh mẽ tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri, vì muốn điều phục tham ưu của thế gian. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đến nơi hoang vắng, quán tử thi vứt bỏ, hài cốt ngổn ngang, gió thổi nắng đốt, mưa chan xương phủ, trải nhiều năm tháng, màu như tuyết kha, thấy việc này rồi tự nghĩ thân mình có tính chất như vậy, đầy đủ hiện tượng như vậy chưa được giải thoát, chung quy cũng như thế, người trí nào lại quý mến thân này, chỉ có kẻ ngu si mới mê lầm chấp trước. Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với nội thân, trụ quán khắp thân, mạnh mẽ tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri, vì muốn điều phục tham ưu của thế gian. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đến nơi hoang vắng, quán tử thi vứt bỏ, xương còn vung vãi trên đất, trải nhiều trăm năm, hoặc nhiều ngàn năm, xương biến thành màu xanh, giống như màu chim cát, hoặc có xương mục nát, bùn như bụi, hòa lẫn trong đất, chẳng thể phân biệt. Thấy việc này rồi tự nghĩ thân mình có tính chất như vậy, đầy đủ hiện tượng như vậy chưa được giải thoát, chung quy cũng thế, người trí nào lại quý mến thân này, chỉ có kẻ ngu si mới mê lầm chấp trước. Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với nội thân, trụ quán khắp thân, mạnh mẽ tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri, vì muốn điều phục tham ưu của thế gian. Thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với sự sai biệt của nội thân như vậy, trụ quán khắp thân, mạnh mẽ tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri, vì muốn điều phục tham ưu của thế gian. Đối với ngoại thân, trụ quán khắp thân, đối với nội ngoại thân, trụ quán khắp thân, mạnh mẽ tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri, vì muốn điều phục tham ưu của thế gian, tùy theo sở thích cũng lại như vậy. Thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với nội ngoại của cả thọ tâm pháp, trụ quán khắp thọ tâm pháp, mạnh mẽ tinh tấn, đầy đủ niệm chánh tri, vì muốn điều phục tham ưu của thế gian, tùy theo sở thích nói rộng như trên. Thiện hiện, Đại Bồ Tát như vậy khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với nội ngoại thân cùng đồng thọ tâm pháp, khi trụ khắp thân thọ tâm pháp, tuy quán như vậy mà không có sở đắc, thiện hiện nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là bốn chánh đoạn. Những gì là bốn? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với các pháp ác bất thiện chưa sanh thì đừng cho sanh, nên sanh ý muốn thúc đẩy phát khởi sự siêng năng chân chính, thúc dục tâm giữ tâm, đó là chánh đoạn thứ nhất. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với các pháp ác bất thiện đã sanh thì làm cho đoạn trừ vĩnh viễn, nên sanh ý muốn thúc đẩy phát khởi sự siêng năng chân chính, thúc dục tâm giữ tâm, đó là chánh đoạn thứ hai. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, thiện pháp chưa sanh thì khiến cho phát sanh, nên sanh ý muốn thúc đẩy phát khỏi sự siêng năng chân chính, thúc dục tâm giữ tâm,
đó là chánh đoạn thứ ba. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện, thiện pháp đã sanh thì khiến cho an trụ, chẳng quên tăng trưởng mở rộng, bộ tu viên mãn, nên sanh ý muốn thúc đẩy phát khởi sự siêng năng chân chính, thúc dục tâm giữ tâm, đó là chánh đoạn thứ tư. Thiện hiện nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát.